Bà cụ này cầm một chiếc ống hút, rồi cắm vào cổ của một người đàn ông, và lập tức hút hết sạch máu trên cơ thể anh ta. Đây chính là một con quỷ hút máu người, là sinh vật may mắn sống sót cuối cùng của chủng loại này. Bà ta trốn vào trong một bệnh viện, và biến các bác sĩ và bệnh nhân thành bữa ăn của mình. Vốn dĩ lớp vỏ bọc con người này có thể giúp bà ta ngụy trang trong khoảng thời gian khá dài. Thế nhưng doctor lại vô tình phát hiện ra sự bất thường của bà ta. Một hôm, một thực tập sinh Martha đang cùng với chủ nhiệm đi kiểm tra các giường bệnh. Họ kéo rèm giường ra, thấy biểu cảm của một người đàn ông khá kỳ lạ, xem ra là một người không khôn ngoan lắm. Theo sự lời chỉ đạo của chủ nhiệm, Martha bước tới kiểm tra cơ thể của doctor. Cô vừa mới đặt ống nghe vào thì đã phát hiện ra ở đây có vấn đề. Người đàn ông này lại có hai trái tim. Trông thấy biểu cảm của anh ta, Martha liền không vội nói chuyện này cho chủ nhiệm. Sau khi kiểm tra xong xuôi cho các bệnh nhân, Martha đã gọi điện cho chị gái để hỏi thăm chuyện gia đình. Thế nhưng một lúc sau, phía đầu dây của chị gái lại không thấy động tĩnh gì. Thì ra, cô chị gái đã phát hiện ra khoảng không khí phía trên bệnh viện tụ thành một đám mây đen kịt dày đặc bất thường như sắp mưa. Thế nhưng con phố lại không có một hạt mưa nào rớt xuống. Nghe tới đây, Martha tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, thì phát hiện ra mưa rào đang trút xuống xối xả. Cùng lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu rọi vào bên trong, cả tòa nhà cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Mặc dù ngay sau đó, mọi thứ xung quanh đã trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, tới khi Martha lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thì cô kinh ngạc nhận ra, bệnh viện đã bị chuyển lên trên mặt trăng. Cùng lúc đó, những bệnh nhân trong bệnh viện cũng đã để ý tới sự bất thường bên ngoài. Sau đó, phòng bệnh bỗng vọng tới một tiếng gào khóc đáng sợ. Sau khi kiểm tra xác nhận lại, Martha chắc chắn những gì trước mắt cô không phải là ảo giác. Cô thò tay ra định mở cửa sổ, thế nhưng đồng nghiệp lại ngăn cô lại, bởi nếu làm vậy, họ sẽ bị hao hụt đi không khí. Thế nhưng, tòa nhà này vốn dĩ không bị khép kín. Nếu như không khí bị dò dỉ ra ngoài thật, vậy thì nó đã không chờ tới lúc cô mở cửa ra. Đúng lúc này, doctor không biết từ đâu chui ra. Anh ta đồng ý với lý luận của Martha. Vì vậy, anh liền dẫn cô đi ra ngoài hiên. Quả nhiên, đứng ở bên ngoài họ vẫn có thể hít thở như bình thường. Doctor liền nhặt một viên đá lên rồi ném ra xa. Một lực trường vô hình thoát ẩn thoát hiện. Họ không biết ai đã đưa bọn họ tới đây. Lúc này, hàng ngàn người đang bị nhốt trong bong bóng này. Sau khi lượng không khí có hạn này dùng hết, thì bọn họ sẽ ngạt thở mà chết. Đúng lúc này, một tiếng gầm gào vọng từ trên đầu họ xuống. Ba chiếc tàu vũ trụ hình trụ chậm chậm đáp xuống khoảng không gian phía xa xa. Không lâu sau, một đoàn quân ngoài hành tinh áo giáp tinh nhuệ nhanh chóng tiến về phía bệnh viện. Người tê giác cởi chiếc mũ sắt xuống, để lộ ra một khuôn mặt khổng lồ bên trong. Bọn chúng chính là cảnh sát hành tinh, chuyên bắt giữ những tội phạm bỏ trốn của vũ trụ. Một anh bác sĩ gan dạ mạnh dạn bước tới, và lập tức bị người tê giác đẩy vào chân tường. Nó lấy ra một thiết bị để nhận định được ngôn ngữ của bác sĩ. Sau khi xác nhận xong, người tê giác lại lấy ra một chiếc máy kiểm tra gen để xác định thân phận loài người của bác sĩ. Nó để lại ký hiệu trên tay anh ta. Tiếp đó, nó ra lệnh kiểm tra toàn bộ con người trong bệnh viện để tìm kiếm người ngoài hành tinh đang lẩn trốn bên trong. Lúc này, trông thấy người tê giác đang lùng sục khắp mọi nơi, doctor cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù anh ta không phải là tội phạm truy nã, thế nhưng đám người tê giác này trông giống đám lưu manh hành tinh hơn là cảnh sát hành tinh. Bọn chúng không dám trực tiếp tìm kiếm ở trái đất, nên chỉ có thể mang bệnh viện lên trên mặt trăng. Vừa nói xong, dưới tầng đã xảy ra chuyện. Một bệnh nhân vì quá sợ hãi nên đã giơ bình hoa bên cạnh lên và đập vào đầu của một con tê giác. Trông thấy vậy, người tê giác lập tức phán tội chết cho anh này. Một chùm sáng hạt nhân chiếu xuyên chí mạng vào cơ thể anh ta. Anh ta lập tức bị biến thành tro bụi. Trông thấy vậy, bác sĩ đứng bên cạnh chỉ dám phẫn uất mà không dám nói năng gì. Lúc này, cả đám người tê giác chạy về phía tầng 2. Doctor vội vàng trốn vào trong phòng hồ sơ. Anh muốn thông qua những bản báo cáo nhập viện của các bệnh nhân để tìm được tên phạm nhân ngoài hành tinh. Thế nhưng, người tê giác đã phong tỏa toàn bộ các hệ thống, không thể nào mở ra được nữa. Trông thấy người đàn ông đang nổi khùng trước mặt, Martha định sẽ tới chỗ chủ nhiệm để tìm kiếm manh mối trước. Thế nhưng, khi cô tới văn phòng thì phát hiện ra chủ nhiệm đã ngã gục xuống đất. Một bà cụ đang dùng ống hút điên cuồng hút hết máu của anh ta. Trông thấy vậy, Martha lập tức chạy ra khỏi cửa, vừa lúc lại đâm sầm vào doctor. Lúc này, đám người đồ đen của quái vật hút máu đã đuổi tới. Hai người vội vàng tháo chạy và trốn vào trong X-quang của bệnh viện. Người đồ đen ra sức đập phá cánh cửa. Trong lúc X-quang đang nóng lên, doctor đã dùng thuốc Nervit để chỉnh lượng bức xạ của thiết bị lên gấp 50 lần. Người đồ đen xông vào trong đã lập tức bị bức xạ quá liều chiếu vào người tới chết. Trông thấy hắn ta nằm dưới đất, Martha liền nói với doctor, thì ra quái vật đã thông qua việc hút máu để bắt chước lại những đặc điểm của con người. Như vậy bà ta sẽ được xác nhận là con người. Quả nhiên, con quái vật lúc này đã thuận lợi vượt qua được vòng kiểm tra. Doctor sau khi thoát khỏi đám đồ đen, vừa định rời đi thì vừa lúc lại đụng độ người tê giác. Trong lúc hoang mang, bọn họ đã trốn trong văn phòng và kiểm tra lại cẩn thận thi thể của chủ nhiệm. Doctor xác nhận rằng con quái vật đã ngụy trang thành con người. Nếu như người tê giác không tìm được bà ta, thì sẽ chẳng còn một ai trong bệnh viện có thể sống sót. Nhận thấy lượng không khí ở đây không còn nhiều, doctor liền bảo Martha nghĩ cách giữ người tê giác lại, sau đó một mình đi tìm quái vật hút máu. Một đám người tê giác đang tìm kiếm phạm nhân ngoài hành tinh, những ai không phải là con người trong bệnh viện
đều sẽ bị thiêu rụi tới chết. Lúc này, Ma Tha đã chặn đường của người tê giác, nhằm kéo dài thời gian. Nào ngờ, người tê giác đã phát hiện ra dấu vết không phải con người ở trên cơ thể cô. Tiếp đó, chúng liền tiến hành kiểm tra tổng thể cơ thể cô. Cùng lúc này, Doctor cũng đã tìm được quái vật hút máu ở trong phòng MJI. Để làm rõ mục đích thật sự của đối phương, Doctor đã xuất chiêu. Anh ta ngụy trang thành một người bị chấn động tâm lý. Sau vài lời qua lại, quả nhiên quái vật đã sập bẫy. Thì ra, trông thấy mình bị người tê giác bao vây, thì quái vật sẽ thay đổi thiết bị MJI thành 50.000 nam châm Tesla. Nếu như trò khỉ này được giải phóng xung điện từ, thì có thể giang khô não của toàn bộ sinh vật trong phạm vi 250.000 dặm. Chỉ cần bà ta trốn trong phòng cách ly thì sẽ có thể sống sót. Nói xong, bà ta lôi ra chiếc ống hút rồi cắm vào động mạch chủ của Doctor. Cùng lúc này, người tê giác cũng đã kiểm tra Ma Tha xong. Thì ra, chính nước bọt của Doctor đã khiến bọn chúng phán đoán lầm. Người tê giác còn đưa cô một khoản bồi thường rồi tiếp tục tìm kiếm. Tới khi chúng đi tới phòng MJI thì Doctor đã bị hút sạch máu. Còn con quái vật thì nói dối rằng anh ta sợ quá nên chết ra đó, nhằm qua mặt mọi người. Mặc dù lời nói dối này cần phải làm rõ, thế nhưng người tê giác cũng không muốn phải đối đầu với con người, liền định bụng rời đi. Đúng lúc này, Ma Tha đứng bên cạnh dường như hiểu ra điều gì đó. Cô nhặt lấy thiết bị kiểm tra gen dọi vào bà ta. Quả nhiên con quái vật đã hút máu Doctor và đã tự mô phỏng thành người ngoài hành tinh. Trông thấy vậy, người tê giác lại tiến hành kiểm tra một lần nữa và rút vũ khí trên người ra. Thấy sự việc đã bại lộ, quái vật vẫn không từ bỏ. Mặc dù người tê giác đã nhanh chóng tấn công bà ta, thế nhưng thiết bị MJI cải tiến đã khởi động thành công. Có điều, người tê giác sẽ không thu hồi tên khốn này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền bỏ đi. Nếu cứ để như vậy, thì số phận của những người trong bệnh viện coi như xong. Ma Tha vội vàng hô hấp cho Doctor. Cuối cùng, trước khi hôn mê vì thiếu khí, cô đã cứu sống được Doctor. Sau khi Doctor tỉnh lại, anh đã đóng thiết bị MJI thành công. Lúc này, người tê giác lại khởi động cỗ máy vận chuyển. Bệnh viện trở lại trái đất, tất cả mọi người đều đã được cứu mạng.